Quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Xác định phát triển thương mại dịch vụ là hướng đi mũi nhọn, tạo động lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều chính sách khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc doanh tham gia đầu tư khai thác thế mạnh của địa phương. Công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân và tổ chức tham gia đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn được thành phố quan tâm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đầu tư phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại. Vì vậy, hiện nay trên địa bàn thành phố, ngành thương mại dịch vụ đã thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, phát triển theo hướng đa dạng hóa loại hình kinh doanh, phương thức kinh doanh. Nhờ đó, hoạt động thương mại dịch vụ của thành phố phát triển khá sôi động, phong phú về sản phẩm, đa dạng về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thành phố Vĩnh Nghiên cũng đã để mạnh công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện hàng nhái, hàng giả lưu thông trên thị trường, góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan chức năng của thành phố đã kiểm tra và xử lý 14 trên 33 vụ gian lận thương mại với số tiền phạt hành chính trên 50 triệu đồng. Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Mỹ tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền cho gần 300 công nhân lao động thuộc công ty về chính sách pháp luật cho người lao động tại lớp tập huấn người lao động đã được tìm hiểu về bộ luật lao động hiện hành về chính sách pháp luật lao động và việc làm về luật công đoàn luật lao động luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cũng như thực hiện quy chế dân chủ ở công ty cổ phần công ty có vốn đầu tư nước ngoài đồng thời công nhân người lao động của công ty cũng được phổ biến những điểm mới trong luật lao động sửa đổi trong đó nhấn mạnh đến việc giao kết hợp đồng chế độ nghỉ thai sản và chế độ tiền lương các vùng thông qua lớp tập huấn giúp cho công nhân, người lao động thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Mỹ nắm vững hơn nữa về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động nhằm đảm bảo đúng quyền lợi cho người lao động. Hơn 10 năm chung sống với ma túy, việc từ bỏ nó không hề đơn giản. Song nhờ ý chí, nghị lực của bản thân, anh Chu Toàn Trung ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo đã vượt qua được những cám dỗ, quyết tâm làm lại cuộc đời tìm về với con đường hướng thiện và trở thành một trong những điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương. Cũng như bao thanh niên khác, tuổi trẻ của anh Chu Toàn Trung từng ấp ủ bao mơ ước về tương lai nhưng do bị bạn bè rủ dê không làm chủ được bản thân, anh đã xa chân vào con đường nghiện ma túy. Nhiều năm liền sống trong sự ám ảnh của nàng tiên nâu, anh Trung đã quyết tâm hoàn lương rời xa ma túy sau những ngày cai nghiện trở về với cuộc sống đời thường anh Trung phải đối mặt với vô vàn khó khăn do kinh tế gia đình kiệt quệ nhưng chính sự gần gũi động viên chia sẻ của gia đình hàng xóm sự quan tâm của chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương đã tạo nguồn lực thôi thúc anh đoạn tuyệt với ma túy quyết tâm làm lại cuộc đời lúc mình cai nghiện về nhất là bản thân mình là quyết tâm hay là đến bố mẹ hai bên với vợ con bà con mới là các anh em bà con hàng xóm đây cũng động viên cũng động viên mình là bảo là mình là cái tác hại của cái ma túy như nào Đấy thì chính quyền địa phương đây người ta cũng giúp đỡ Đấy thì bản thân mình cũng quyết tâm nữa thì là mình ca nghiện thành công với anh Chu Toàn Trung hiện nay ngày ngày được chăm sóc cho gia đình con cái có lẽ là điều hạnh phúc và là món quà ý nghĩa nhất với anh không dừng lại ở đó anh luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình Nhờ đức tính cần cù chịu khó, anh đã đầu tư trang trại nuôi hơn 3.000 gà đẻ trứng với mức thu nhập trên dưới 70 triệu đồng mỗi năm và trở thành tấm gương điển hình của địa phương. Đầu tiên mình phải nói là cái nghị lực của cái người nghiện đã này, xong đến bằng cái tác động của chính quyền địa phương, xong đến bằng cái tác động của vợ con, gia đình của hai bên thì người ta mới bỏ ma túy. Nhưng cái điều quan trọng nhất thì mình vẫn phải nói đến nghị lực của cái người bị nghiện chứ không ai thể thay thế cho mình làm được việc đó đây cũng là một cái tấm gương để cho lớp trẻ hiện hành phải noi theo Đấy, người ta những cái việc đây người ta làm được thì mình cũng phải làm được mà phải bằng nghị lực của mình là chính chứ cũng đừng ỷ lại về xã hội hay là về gia đình nhìn lại quãng thời gian từng là gánh nặng đối với gia đình là một người không có tương lai chỉ biết vùi đầu vào ma túy hơn ai hết anh trung thấm thía được sự nguy hiểm của ma túy do vậy anh luôn hy vọng mọi người đừng bao giờ lầm lỡ như anh mình cũng trải qua cái vấn đề là nghiện và ca nghiện. bây giờ mình cũng khuyên các bạn trẻ là bây giờ là tránh xa ma túy. nó toàn gây tác hại, thứ nhất là cho bản thân, thứ hai gia đình, ba xã hội. để có những động lực, sự quyết tâm chiến thắng ma túy, gia đình và xã hội luôn là điểm tựa vững chắc, là trợ giúp tích cực để có lý trí vượt lên những cám dỗ của những làn khói trắng và để những người từng một thời lầm lỡ như anh Chu toàn Trung, tin rằng mình vẫn là người có ích cho xã hội. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp chính phủ trực tuyến với các địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo với Thủ tướng về kết quả tinh giản biên chế trong 6 tháng năm 2016. Theo đó, có 18 bộ ngành và 61 tỉnh thành đã tinh giản 10.004 người, nếu tính tổng cộng từ năm 2015 và 2016 cho đến nay, chúng ta đã tinh giản được 15.779 người. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, thời gian qua việc tinh giản ở các địa phương, bộ ngành còn một số trường hợp không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Trong tổng số 15.779 người thì có 1.356 trường hợp không đúng đối tượng tinh giản. Trước thực tế này, Bộ trưởng đề nghị các địa phương cố gắng giao nhiệm vụ cho các sở nội vụ và vụ tổ chức làm đúng theo hướng dẫn Nghị định 180 của Thủ tướng Chính phủ, bởi như hiện nay, việc tinh giản biên chế sai sót còn khá cao. Theo đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phần đầu đến năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm ít nhất 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước. Quyết tâm rất lớn, nhưng để đạt được điều đó lại không hề đơn giản. Theo số liệu khảo sát của ngành nông nghiệp, đến nay cả nước có 29 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động. Các mô hình này đã thu hút doanh nghiệp đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa có quy mô khoảng 400.000 hecta. Nhưng khó khăn về việc đầu tư vào lĩnh vực này vẫn trực chờ nhà đầu tư. Ngoài việc các mô hình nông nghiệp công nghệ cao sản xuất quy mô lớn, cần vốn đầu tư ban đầu rất lớn, vượt quá khả năng ngân sách của địa phương, người nông dân, thì việc đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn gặp phải những rào cản về mặt thể chế, những điều kiện để các hình thức tổ chức kinh tế như kinh tế trang trại, doanh nghiệp, mô hình hợp tác xã trong khu vực nông thôn phát triển. Đây chính là những lực cản làm nản lòng nhà đầu tư. Việc phổ cập dạy bơi, dạy các kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em là một trong những giải pháp cơ bản để giảm thiểu tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy bơi cho trẻ còn gặp nhiều khó khăn và chưa đạt kết quả như mong đợi. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Hồng Đan cho biết, với điều kiện đất nước còn khó khăn, nếu cứ chờ đủ điều kiện cơ sở vật chất mới tiến hành dạy bơi thì phải mất nhiều năm nữa, việc phổ cập bơi cho trẻ mới có thể thực hiện được. Trong khi nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em có thể xảy đến bất cứ lúc nào, do vậy việc dạy bơi cho trẻ em hiện nay cần linh hoạt, không nhất thiết phải xây bể bơi mới dạy bơi cho trẻ. Các địa phương nên giả soát các mô hình dạy bơi phù hợp như dùng bạt trông thấm để tạo ra các hồ bơi, dùng lưới ngăn các góc sông để tập bơi cho trẻ. Đối với các bể bơi sẵn có, cần huy động các tổ chức từ thiện, hỗ trợ một phần tiền phí học bơi cho trẻ. Sau tháng qua, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn giao thông còn nhiều hạn chế, chưa đạt mục tiêu giảm tỷ lệ số người chết vì tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, phương tiện giao thông đường thủy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tình trạng phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động không giấy phép, người điều khiển phương tiện không có bằng đái. Hiện tượng bảo kê, uy hiếp, hành hung đối thủ cạnh tranh còn tồn tại và diễn biến ngày càng phức tạp. Thời gian tới, để đạt mục tiêu kéo giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục thực hiện việc siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ và đường thủy nội địa. Xử lý dứt điểm tình trạng chở hàng quá tải trọng quy định đối với xe ô tô và phương tiện thủy, các điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Chuyển sang và tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ tìm cách khởi động một cuộc đối thoại về các biện pháp xây dựng lòng tin cũng như ngăn ngừa xung đột với NATO sau hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự này dự kiến diễn ra ở Warsaw, Ban Lan vào tuần tới. Sau cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto, ông Putin cho biết Hội đồng Nga-NATO sẽ nhóm họp sau hội nghị thượng đỉnh NATO và rằng hai bên sẽ thảo luận về ngăn ngừa xung đột trên vùng biển Baltic. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Moscow sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Phần Lan, nhưng sẽ phải có phản ứng nếu quốc gia này gia nhập NATO, theo ông Putin, Moscow sẽ tiếp tục tìm cách khởi động đối thoại với NATO, bất chấp sự mở rộng của liên minh quân sự này hướng tới các khu vực biên giới của Nga. Về phần mình, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto bày tỏ mong muốn duy trì hợp tác với các đối tác phương Đông, trong đó có Nga. Tổng thống Niinisto nhấn mạnh, Phần Lan muốn duy trì đối thoại với Nga một cách cởi mở. Tòa án hiến pháp Áo đã bác bỏ kết quả bầu cử Tổng thống Áo hôm 22 tháng 5 sau khi phát hiện có những vi phạm trong quá trình kiểm phiếu. Tòa án Hiến pháp Áo đã ra phán quyết nêu rõ cuộc bầu cử Tổng thống hôm 22 tháng 5 vừa qua, trong đó ông Alexander Van der Bellen, ứng cử viên được Đảng Xanh hậu thuẫn, đã giành chiến thắng sít sao trước ứng cử viên Đảng Tự do Áo Norbert Hofer với 30.863 phiếu ủng hộ, phải được tổ chức lại vì kết quả công bố trước đó là không hợp lệ. Trong thông báo trên truyền hình quốc gia, tranh án toàn hiến pháp Áo, ông Gerhard Hosinger cho biết đơn khiếu nại của Chủ tịch Đảng Tự do Áo Hein Christian Schett về kết quả cuộc bầu cử tổng thống đã được chấp nhận. Đơn khiếu nại này cho biết có tới hàng chục nghìn phiếu bầu đã được mở ra quá sớm so với thời gian quy định. Ngoài ra một lượng lớn phiếu bầu lại được kiểm bởi những người không có thẩm quyền làm việc này. Một con tàu chở hàng cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu lên đường tới giải Gaza mang theo hàng cứu trợ cho người Palestine. Hoạt động này được thực hiện theo một thỏa thuận giữa Ankara và Tel Aviv nhằm cải thiện quan hệ sau nhiều năm căng thẳng. Chiếc tàu mang tên The Lady Leila treo cờ Panama chở hơn 10.000 tấn hàng, bao gồm thực phẩm và đồ chơi cho trẻ em, đã khởi hành từ cảng phía nam Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ. Con tàu này sẽ mất 30 giờ để tới Israel và lô hàng viện trợ sẽ đến giải Gaza của Palestine trước dịp lễ S của người Hồi giáo vào ngày 5 tháng 7, đánh dấu việc kết thúc tháng lễ Ramadan. Chuyến hàng này là một phần trong thỏa thuận mang tính đột phá giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel vừa đạt được trong tuần này nhằm khôi phục lại quan hệ giữa hai bên. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được phép gửi hàng viện trợ nhân đạo thường xuyên cho người dân Palestine ở giải Gaza. Slovakia chính thức tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên thứ 116 của Liên minh châu Âu-EU từ Hà Lan. Đây là lần đầu tiên Slovakia giữ cương vị điều hành hoạt động của Hội đồng châu Âu, một trong ba cơ quan quan trọng của EU, sau 12 năm gia nhập Liên minh này. Khẳng định Slovakia đã sẵn sàng đảm nhận cương vị chủ tịch EU, Song Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajkat thừa nhận nước này sẽ phải đương đầu với một loạt thách thức chưa từng có, từ việc giải quyết bất đồng xung quanh vấn đề nhập cư giữa các nước thành viên, đến các hệ lụy phát sinh từ quyết định rời EU của cử tri Anh, cũng như tiến hành các chương trình cải cách EU nhằm củng cố đoàn kết nội khối và củng cố vị thế của Liên minh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.